Xin chào anh chị và các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ review cho anh chị và các bạn chúng ta được nhìn thấy kết quả của những cây dâu tây mà mình đã đặt mua của một bà chị bán online ở trên mạng về để trong thử nghiệm trong các cái vỏ chai nhựa. Và đây là kết quả sau hơn một tháng thì những cây dâu tây đã ra hoa và đầu quả trông rất là đẹp. Và ngay bây giờ xin mời anh chị và các bạn chúng ta cùng theo dõi quá trình mình trồng cây dâu tây như thế nào nhé. Anh chị và các bạn thân mến, đây là những cây dâu tây mà mình đã đặt mua và người ta vừa mới ship tới. Và bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị những cái chậu để mình trồng những cây dâu tây này vào. Và mình sẽ tận những vỏ chai dừa này để làm cái chậu trong cây dâu tây. Đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng mỏ hang và kéo để cắt bỏ những cái phân không cần thiết để tạo một cái chậu mà chúng ta cần để trồng những cái dâu tây này vào. Mình sẽ cắt cái đoạn trên đầu của cái nắp chai, mình chỉ lấy cái phần dưới. Đây, và đây là phần mà chúng ta bỏ đi. Bỏ luôn cái vỏ này luôn. Chúng ta sẽ dùng mỏ hang để cúi ba cái lỗ. Sau này chúng ta làm móc để chúng ta treo lên. Tiếp theo là chúng ta sẽ cúi thật nhiều lỗ ở dưới đáy của cái chậu để sau này mình trong mình tưới nước tạo sự thoát nước dễ dàng, không nó sẽ tự động nước sẽ làm ngập úng cây. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một cái chậu. Tiếp tục những vỏ chai khác chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Và đây là những cái chậu tái chế từ những cái vỏ chai nhựa đã hoàn thành. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đất để trồng cây. Về phần đất thì mình trộn một phần cát, một phần vỏ trấu, một phần đất trong hữu cơ mình đã mua ở các cái shop trong cây, và một phần phân gà đã ủ hoai mình trộn lại. Và bây giờ chúng ta bỏ đất vào. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào một ít lỏng ở dưới đáy chậu để chúng ta giữ ẩm. Nếu như chúng ta không có lỏng thì mình có thể bỏ rơm vào. Để tiết kiệm phân đất thì mình sẽ cho vào đây thêm một ít vỏ trấu nữa. Tại vì cái vỏ chai nhựa này cũng khá cao, cái lượng đất cũng rất là nhiều, mình thì tiết kiệm. Sau một thời gian trong thì cái vỏ trấu này nó cũng hoai mục. Sau đó chúng ta cho đất vào. Mình sẽ lột cái bầu đất đi. Đó, bỏ vào. Mình bỏ đất ngang bằng với cái bao đất cũ của cái cây dâu tây thôi. Mình không nên bỏ cao hơn, nó sẽ dễ làm cho cây nó chậm phát triển. Ngang bằng với
cái mặt bao đất cũ. Sau khi cho tất cả những cây vào chậu xong thì chúng ta sẽ tưới nước thật đậm. Lần đầu tiên trồng thì chúng ta sẽ tưới nước thật đậm vì đất mình trộn cũng hơi khô. Anh chị và các bạn thân mến, thì đây là kết quả sau một tuần cây được trồng vào chậu. Nó phát triển rất là mạnh, cây lên rất là xanh tốt. Và đây là kết quả 60 ngày, hoa đã trổ ra rất là nhiều, từng chùm luôn. Đây, cây nào cũng trổ hoa cả. Cây phát triển rất là cứng cáp nha. Và đây là những cây dâu tây 65 ngày. Hoa có những cái đã tan và đã đầu quả. Quả rất là nhỏ. Hoa thì rất là nhiều, từng chùm luôn. Bên này cũng đậu quả rồi này. Cây nào cũng trổ hoa rồi nha. Cây này cũng trổ hoa đậu quả rồi này. Và đây là những cây dâu sau 20 ngày, quả đã đầu 3 trái. Bên này quả cũng đầu 3 trái rồi này. Rất là đẹp. Hoa lên rất là nhiều, từng chùm luôn. Anh chị và các bạn thân mến, đây là những cây dâu tây sau hơn một tháng. Thì những cây dâu tây phát triển rất là mạnh, đã đậu quả rất là nhiều. Đấy, quả rất là to. Nhìn rất là đẹp luôn mọi người. Đó. Nhìn những cái dâu tây rất là đẹp mắt.